Chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một số bông trang tại khu vườn của anh Tân ở ngã 7 bạn. Đây bạn. Đây mình chỉ quay cho anh em tham khảo thôi. Được góc nào thì anh em cứ liên hệ với ảnh nha. Số điện thoại cũng như Zalo của ảnh thì mình có để phần tiêu đề bạn, anh em cứ liên hệ ảnh. Đây là một số bông trang này bạn. Vườn này thì mình thấy bông trang trồng rất là nhiều nha anh em. Đây. Số cây. Cây này thì nói chung là nó cũng cây nào cây nấy, nói chung là cũng đẹp anh em ơi. Đã tạo hình thành phẩm hết rồi nha anh em. Ở đây là ngay ở Bùng Binh chỗ ngã 7 luôn nha anh em, thị xã. Đây, anh em thấy những cái cây bông trang ở đây là nó tàn tán nó rất là lớn. Đa số anh em nào đam mê về bông trang thì có thể liên hệ với ảnh. Nói chung mà những cái giá mà ảnh đưa ra cho mình so với mặt bằng chung thì cái giá cũng tương đối đẹp nha bạn, cũng không có cao cho mấy. Anh em cứ yên tâm đi, mình mà nếu mình thích thì mình cứ mạnh dạn để mà mình liên hệ thôi, đâu có chuyện gì đâu khó khăn. Được giá thì anh em đến với nhau, còn không được giá thì của anh vẫn còn của ảnh, anh em cũng không có mất mát cái gì hết. Đây có một cặp bông trang vàng nè anh em. Đây anh em thấy một cặp bông trang này, một bụi này kêu bằng một bụi luôn, rất là nhiều cây. Quay cho anh em xem. Hai cây này là một cặp nha anh em. Hai cây này là một cặp. Rất là trong các bạn. Chung là cái này là thành phẩm rồi. Về mình chơi thôi anh em ơi. Kế bên này nè, bên góc này, mấy góc này thì nói chung là cái hình nó cũng na ná với nhau thôi. Để anh em nào mà thích thì anh em có thể điện thoại với ảnh đi, có Zalo đó, anh em có muốn biết cái gì đó thì ảnh gửi qua hình để anh em xem chi tiết, với hai giá cả mình dễ thương lượng nữa nha anh em. Rồi bắt đầu mình đi sâu vô trong cái khu vườn của anh. Đây phía bên ngoài có một bụi bông trang khá là lớn, bụi này anh ảnh mới đem về. Tàn khá khủng nha nè. Chiều cao của nó thì từ dưới đất lên tới đụng dây điện luôn nha nè. Màu đỏ. Đây. Phía bên trong này nè. Tiếp là cái cây này cũng nó cái độ lớn cũng ngang ngửa gốc kế bên mà. Cái này có thể là một cặp được các bạn. Chiều cao chắc mình nghĩ từ ở dưới mặt bầu mà lên trên đó khoảng 4 mét mấy 5 mét nha anh em. Em thấy. Đây là tàn tán phía bên trong nè. Để tạo được cái cây này chắc bỏ cũng khá là nhiều thời gian nha anh em. Bắt đầu mình vô qua góc khác nè bạn. Tiếp nè anh em. Đây ảnh chơi toàn là bông trang cỡ lớn không nha anh em. Nhưng mà mình thấy một số gốc bông trang bên nó cũng có một thân một cốt nữa. Để mình từ từ mình sẽ quay cho anh em những cái gốc bự đi. Bắt đầu xíu mình sẽ đi sâu vô mình quay những gốc mà nó nhỏ nhưng mà nó một thân một cốt nha anh em. Đây. Cây này thì lên rất là đều nha.
rất là đẹp, tàn ra rất là đẹp, đều trồng anh em. Sơ cho anh em xem. Cây này một cốt hay gì anh? Này mình đo thứ cho anh em tham khảo anh. Đo nó cỡ gì? Ba mấy gì? Đo nó lại cái đó. Cho đây nhiêu anh? Đo phải biết chứ. 43. Này trang màu gì anh? 45. Cái này đỏ đỏ quyết lá lớn. Đỏ quyết lá lớn nha. Ồ, tên thì 45 hả? Chắc cũng là 45. 43 vòng vòng thì dài lên. Cây này là trang gì anh? Trang đỏ lá chung. Đỏ lá chung nè. Chậu này đem gì để lâu chưa anh? Cây này để 3 năm. Cái này mình tạo thành phẩm ra là khoảng nhiêu lâu mới được vậy anh? Cây này cỡ 3 năm luôn rồi. 3 năm mới được vậy ha. Bộ đế là đều giáp. Cái này là nhiều gốc nó chứ nó lâu ngày dính lại anh ta. Nó dính lại chân. Đế này. Bao đế luôn. Em thấy ở trong vườn anh có một số bông trang một cốt rồi anh. Cái này là mình có bán luôn không anh? Giao lưu luôn không anh? Có bán giao lưu á, hồi anh quay luôn. Để hồi em ra em giới thiệu, tại nãy em vô em thấy một số cái bông trang một cốt thấy rất là đẹp. Nên em muốn sẵn đây chia sẻ luôn cho anh em. Dạ. Xem. Để quay hết cái góc cho anh em xem đi. Để đều luôn nha anh em. Để nó ra nè. Rồi, bắt đầu mình sẽ qua mình giới thiệu cho anh em một số cây bông trang một cốt nha nè. Một cây này cũng đẹp nè. Cái này trang gì anh? Vàng quá. Vàng lá chung anh. Lá chung ha. Này em đo tham khảo thôi nha. Chiêu anh? 51. 51. Làm đo cái chỗ này 51 nó cũ lớn lắm. Cao khoảng nhiêu ta? Mét mốt. Mét mốt. Ồ, bên kia có cái một cốt à. Đây. Đỏ. Đỏ quyết anh. Này đỏ lá nhỏ đột biến. Đột biến nha. Rồi em đo ngay chỗ này là 29. 29. 25. 25. Có thân cao à. Này mình uống theo thế gì anh? Cái này mua người ta uống sẵn vậy đó, không biết thế gì người ta. Mua về chưa có tháo ra. Dạ. 1m3 khó thân. Rồi, ok. Kế bên. Kế bên anh em. Góc này em giao lưu rồi. Giao lưu rồi ha. Dạ. Cũng rất là đẹp nha anh em. Bên đây em thấy có cái bụi này cũng cái vàng lá chung. Dạ, đúng dạ. Cây này vàng lá chung anh. Vàng lá chung. Một cốt của mình này. 24 anh em ạ. À. 24. Cây này là một cốt mà nó ra tặng đa cây lùng lực đẹp luôn. Cái này mình đem về vườn lâu chưa anh? Cây này mới đem về khoảng 3 tháng rồi. Ồ. Cây này ghê trời. Cây này có ghép không anh? Ghép anh, cho đó chẳng ghép. Ghép ha. Dạ. Tưởng một cốt mà nó bự gì chứ. Hai mươi bảy hoành. Đây, quay cho anh em xem. Rồi, ok. Kế tiếp đỏ nhung nha anh em. Rồi em đo ngay vị trí này là 29. 29. Em đo xích trên cho anh em. 27. Đây là khó khăn khoảng nhiêu anh? 90. 90.
đế rất là lớn nha. Em nuôi gì mình chơi thôi chứ anh đâu có gì đâu anh. Không, em giao lưu hết á. Chín mươi lăm. Trời. Đây toàn bộ bên khu vườn ảnh nè anh em ơi. Nói chung là anh cũng trồng khá là nhiều bông trang nha bạn, lớn. Thì anh em nào quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với anh Tân qua số điện thoại hoặc Zalo mình để trên cái phần tiêu đề bạn. Giờ mình xin chào tạm biệt tất cả anh em nha, hẹn gặp lại. Chúc tất cả anh em chọn được một cái cây thật là ưng ý nha bạn.